Hello, cả nhà ơi, bây giờ cũng đã là 8:34 tối rồi. Leon đang ở ngoài phi trường LAX để chuẩn bị cho cái chuyến đi thay về cũng như đi về Việt Nam. Vui lắm cả nhà. Xuống xe xong Leon chạy đi lấy cái xe đẩy, dòng lại cái thằng bé làm Uber cho Leon. Nó bị xe đuổi đi. Bây giờ Leon đứng đây đợi nó dòng lại. Anyway, cả nhà ơi, thay về ơi. Ở Việt Nam ơi, mình hẹn gặp nhau nha. Đang ở LAX. Hello, bây giờ mình đang đi vô trong cổng chuẩn bị qua security check này ha. Rồi, đây những câu chiêu đại viên, những anh chiêu đại viên của mình. Bây giờ mình chuẩn bị nha cả nhà nha. So exciting. Hồi hộp. Lần nào cũng vậy, 10 lần như 10 về tới Việt Nam là hồi hộp. Chuẩn bị về Việt Nam luôn chứ đừng nói về tới Việt Nam. Mình this time là đi thay về 3-4 ngày mới về Việt Nam. Chào cả nhà nha, cả nhà nhớ chờ Leon nha. Thay về. Yeah. Hello cả thành, hello A Bình ơi, Nguyễn ơi, Quý ơi. Chờ nha. Ây da, kẹo hồ lô. Trời ơi, cái này là kỷ niệm một thời luôn á. Đi tới Đài Loan mà không uống trà sữa là một cái thiếu sót nha. Here. Hello. Cái pagoda. Trời ơi, rùa. Cái này là thiệt giả lẫn lộn nha cả bà con. Cái này là không ai biết ai luôn nha. Không biết con nào thiệt, con nào giả luôn nha. Đó. Cái con bự này là giả nè. Cái này là cũng giống như bà con mình bây giờ vậy đó, thiệt giả lẫn lộn luôn. Em nhìn là em không biết ai là ai luôn á nha. Đây. Đây là tàu hủ thúi nha cả nhà. Wow. Chắc đây là mùi dữ dàng, có đồ bình miệng không? Mấy cái mùi nặng như đây. Đây. Cạp húi cà con. Đóng hả? Trời ơi con. Ở đây cũng thúi luôn nè. Trời ơi, cái gì mà nó thúi bánh xác không? Thấy đâu ơi, thơm mà. Mùi này mùi của con mà sao thơm? Mùi của con mà sao thơm? Dính hả? Ừ. Đậu thật đấy. Đậu hũ thúi nè cả nhà ơi, đậu hũ thúi. Ở ngoài hửi thúi banh xác luôn, nhưng mà bên trong ngon. Ngon nha. I love you twice.
到现场，然后由我一一来为大家介绍好吗？好。Hi, 姨啊，hôm nay có mời được cục dân sự của Đài Loan đến, nên là bây giờ bà sẽ mời ông lên phát biểu phải không ạ? 现在让我们先来介绍我们的主办单位，我们的主席麦义娟麦主席，请上台。也mời mời Mai Yi Jun chủ tịch hiệp hội lên nè.Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông mai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mất tình lại buồn hay khi anh đã nguyện một đời yêu.Đổi đầy những đêm trăng thanh đầy, mình không lẽ nói trong cô sầu, nguyện lâu ta mãi bên nhau. Ta quên biết nhau khi tàn rơi, ta yêu biết bao hẹn hò. Rồi khi thu đến.À, anh thấy hôm nay đài chung thế nào ạ? Anh biểu diễn hôm nay anh thấy vui không? Khán giả đài chung thế nào ạ? À, để trò chuyện cũng như hát cho đồng bào nghe. Và như em hỏi là như thế nào thì anh Leon chỉ có thể trả lời được một chữ thôi. Tuyệt. Rất là vui luôn. Thế từ hôm qua đến nay là anh ăn được những đồ ăn gì và anh thấy thích cái đồ ăn nào nhất?Hôm qua xuống đến hôm nay thì anh được ăn rất là nhiều món, nhưng mà cái mà anh thấy thú vị nhất là hồ lô và đậu hũ thúi. Ôi, từ xa đã nghe mùi thúi rồi đó, nhưng mà khi ăn thì nó rất là thơm và không có bị thúi. Thì cái đó anh cũng rất là nhiều, bởi vì mình coi phim Hồng Kông rất là nhiều.Rồi nghe rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ thử. Hôm qua thì anh đã thử và ăn được 3 miếng đậu hũ luôn. Rất là ngon, cái nước chấm tuyệt vời. Nếu mà sau này mà giả sử chẳng hạn trong tương lai á, mà anh có kế hoạch gì mà có thể biểu diễn hoặc là một cái buổi hoạt động gì đấy ở Đài Loan thì anh sẽ có muốn không ạ? Dĩ nhiên rồi, tại vì có thể nói là một cái chuyến đi này anh nghĩ rằng...nó không đã nhưng mà thật ra là nó quá đã luôn. Thì mong là sẽ có chuyến thứ một và chuyến thứ hai, chuyến thứ ba, rồi mình còn một cái chương trình gọi là hát cho đồng bào hay là hát cho sinh viên du học tại Đài Loan nữa, nếu mà có cơ hội nha. Được, ok nè. Anh đã học được cái câu nào tiếng Trung ở Đài Loan chưa ạ? Xê xê. Anh chỉ biết là cảm ơn rồi chào đúng không?Đi hủ má ơi. Ni lưu sư Quảng Đông Hoa. Ni ni hào. Ni hào, ni hào. Rồi xí xe. Xí xe. That's it. Ok. Hello, hello. Xin chào cả nhà. Chào fan club Leon Vũ. Hôm nay Leon đang ở Đài Bắc.Wow. Cái khách sạn này đã từng có trong nhiều bộ phim của đạo diễn gì ta? Lý An. Đi lại đi cô assistant. Ta-da. Bà cũng có cái phiếu rồi đó.
hiểu không? Thứ mặt thôi. Hôm nay Leon được đi lên The Top. Tên của restaurant như cả nhà The Top tại Taipei. Và bây giờ Leon sẽ đi xuống cái cảnh cho cả nhà xem. Đây là mỗi một cái chỗ ăn rất là private và không có giống như ai mà đụng tới ai nha. Đây là nó rất là riêng tư luôn đây. Đó, cho mình đi. Nhà thấy chưa? Đó, khung cảnh ngó xuống thành phố đài Taipei, thấy chưa? Hey. Beautiful, beautiful. Bữa nay Leon cùng với A Bình và Ca Thành đi ăn tại The Top Restaurant ở thành phố Taipei. Bây giờ chắc đồ ăn cũng sắp tới rồi. Bây giờ mình lại mình xem coi mọi người đó tới đâu rồi. Với cô bạn của A Bình, Teresa. Hello. 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 A Bình. Hello. Đây là cái nhà hàng tên là The Top nha. Hello. Đây, cô đang quảng cáo máy nước nha cả nhà. Yeah. And I would like for you, okay? Okay. Yeah. The water. The water machine. Machine. That's the water machine. Electric water.